hết ra lấy tiếp, ở kiểu như kiểu chung ruồi ấy. Đấy. Các phụ nữ người ta cần nhất cái sự ổn. Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và mai giới thiệu bác một mẫu xe Meria Touring của Discover 600. Đây là mẫu xe đạp dành cho các bác những người size có chiều cao khiêm tốn, hoặc là dành cho những thành viên trong gia đình dưới trên dưới 1m6. Màu đen. Mẫu Meria dòng Touring dành cho các bác những chiều cao khiêm tốn và những thành viên gia đình đều đi được. Dòng Touring này rất là dễ dàng sử dụng. Và bây giờ xin nhắn tin chi tiết hoạt động của xe. Vâng, trên khung hình các bác đây là những dòng Meria. Thì trước đây em có về những dòng Meria của Discover, những dòng Xdopper 500 mà 520, thì năm nay em về một chiếc Discover 600, model của xe thương hiệu Merida, cũng là một trong thương hiệu nổi tiếng về dòng xe đạp thể thao. Xe làm từ hợp kim nhôm. Tổng thể xe đánh giá tầm 85% xe. Xe có màu đen lì. Đây là mẫu xe dành cho các bác những chiều cao khiêm tốn trên dưới 1m6, hoặc là những thành viên trong gia đình đều đi được các nhé. Ghi đông cổ phốt chính hãng của Meria. Cổ phốt gật gù, điều chỉnh theo thông số của người đi sao cho phù hợp. Đây. Các bạn để tăng bật điều chỉnh cái thông số chiều đứng lên cao thấp của cái ghi đông xe, phù hợp cho mọi lứa tuổi các bác đi, cho phù hợp với tư thế người ngồi. Với tông màu đen, điểm nhấn là màu chỉ đỏ và tông trắng trên khung xe. Vành nhôm hai lớp của Discover 600, những bản theo xe. Sử dụng lốp Canda. Kích thước lốp 700. x 28C. Cọc yên chính hãng của Meria. Yên nguyên bản theo xe. Gạt đĩa của Shimano Thule. Xe sử dụng với bộ tay búng xả chính hãng của Shimano, bên tầng trà bên tay trái em, mà bên tay phải em bên tầng đĩa cũng chính hãng của Shimano. Củ đề Shimano chính hãng nguyên bản theo xe. Alivio trang bị 8 tầng lip chính hãng nguyên bản theo xe. Và bây giờ em xin đo chiều cao đứng của khung xe. Thấp hẳn đi. Chiều cao đứng của khung xe là size 40. Thích hợp bác cao chiều cao khiêm tốn dưới 1m6, hoặc những thành viên nhỏ tuổi trong gia đình. Và bây giờ xin test chiều đi rất hoạt động của xe. Lên lip. Trang bị 8 tầng lip. Xuống lip. Vâng, chuẩn bị rất là mượt mà thơm chua nhé. Bên phải em là 2 tầng đĩa. Xuống đĩa. Lên đĩa. 3 tầng đĩa. Xong. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc Meria model Discover 600. Và dành cho những người chiều cao khiêm tốn nhé, trên dưới 1m6, hoặc là những thành viên nhỏ tuổi trong gia đình. Và xe giá rất tốt bên em là 6 triệu. Bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943, hoặc lên YouTube tìm cái xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bạn trưa ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ.
đây kênh đồ cũ đó, lên YouTube tìm kênh đồ cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.